Năm 2021 là một năm đặc biệt, để lại dấu ấn khốc liệt khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở quy mô toàn cầu và toàn quốc, gây ra nhiều thiệt hại vô cùng to lớn, đất nước lâm nguy. Cùng với lời hiệu triệu của Đảng và Nhà nước, chống dịch như chống giặc, toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định, cùng với các tổ chức thành viên của mình, hơn lúc nào hết đã nỗ lực tối đa, quyết tâm thực hiện vai trò nhiệm vụ của mình trong việc kêu gọi vận động toàn dân đoàn kết, chung sức chung lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Các cấp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cùng với các tổ chức thành viên đã tập trung tối đa và khẩn trương cho công tác tuyên truyền sâu rộng, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia phòng chống dịch, đoàn kết đồng lòng, góp công góp của, huy động các nguồn lực to lớn trong thời gian ngắn để cùng với cả hệ thống chính trị tổ chức nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả nhiều hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời còn góp phần giúp đỡ nhân dân các vùng dịch khác trong nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ hưởng ứng và phát thư kêu gọi tham gia ủng hộ đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Tham mưu thường trực tỉnh ủy tổ chức lễ phát động phong trào tỉnh Bình Định đoàn kết quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Qua đó, trong năm, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiếp nhận gần 40 tỷ đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID, gần 900 tấn nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh thành và nhân dân trong tỉnh. Song song đó là tiếp nhận và hỗ trợ trang thiết bị chống dịch, hỗ trợ hơn 3.000 công dân từ các tỉnh trở về quê hương, hỗ trợ 68 gia đình có người thiệt mạng do COVID, tặng sổ tiết kiệm cho 14 gia đình nạn nhân COVID đang nuôi con nhỏ ăn học, phối hợp tổ chức hỗ trợ bà con về quê hương với 10 chuyến bay và 60 chuyến xe miễn phí, đưa hơn 4.000 công dân Bình Định về quê an toàn, chia sẻ bớt áp lực với các tỉnh thành phía Nam, hỗ trợ 470 triệu đồng cho nhân viên y tế chống dịch nghi nhiễm COVID-19. Chỉ trong thời gian ngắn khi dịch bùng phát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp thành lập hơn 7.000 tổ COVID-19 cộng đồng với 33.000 người tham gia, huy động toàn bộ lực lượng cán bộ công tác mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, tham gia đắc lực trong mọi hoạt động phòng chống dịch, cứu trợ và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Nhiều cách làm hay, phương thức linh hoạt, năng động trong công tác chống dịch đã được lực lượng cán bộ mặt trận cơ sở tham gia thực hiện, như bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh COVID, giải cứu nông sản, tiếng loa thanh niên, tiếp sức đường về quê, chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe không đồng, gian hàng không đồng, ATM gạo, bữa cơm nghĩa tình, năm giúp một, đi chợ giúp dân. Với nhiều hoạt động khẩn trương, sáng tạo, thiết thực và kịp thời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Định đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về vật chất lẫn tinh thần, cùng với cả hệ thống chính trị, nhanh chóng khống chế đại dịch, bước đầu vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Năm 2021 cũng là năm diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước, đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã tích cực hướng dẫn chỉ đạo mặt trận các cấp trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ và tiến độ thời gian. Thực hiện tốt quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, huy động tối đa các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền về bầu cử và tham gia giám sát bầu cử. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong công tác bầu cử, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp tại thời điểm diễn ra bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thực sự là ngày hội của toàn dân. Đối mặt với khó khăn nhiều mặt bởi dịch bệnh trên người và động vật, đảm trách thực hiện các nhiệm vụ nặng nề, đột xuất và phức tạp. Nhưng trong năm 2021, toàn hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác thường niên. Công tác tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được thực hiện đồng bộ và hiệu quả, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo, không chỉ thể hiện rõ nét qua cuộc chiến với đại dịch mà còn thể hiện qua thành quả vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đảm bảo quốc phòng trong năm 2021.
Để đạt được thành quả đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định đã tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa bàn khu dân cư. Nhiều hoạt động gắn bó sâu sát hơn với nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu, quan tâm, chăm lo hơn đến đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân. Tập hợp phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đại diện nhân dân giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản biện xã hội trong các vấn đề quốc kế dân sinh. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai thiết thực hơn, khơi dậy mạnh mẽ hơn tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Những con số tiêu biểu năm 2021. 67.000 xuất quà trị giá 41 tỷ đồng trao tặng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân thiên tai dịch bệnh, tai nạn giao thông, trẻ em nghèo. 7.104 tổ Covid cộng đồng có mặt trận cơ sở tham gia. 6.986 xuất quà xăng xe cho công dân về quê trong dịch trị giá 1,7 tỷ đồng. 885 tấn hàng nhu yếu phẩm, vật tư y tế hỗ trợ cho nhân dân vùng dịch và lực lượng chống dịch. Tiếp nhận 40 tỷ 443 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Tiếp nhận hiện vật trị giá 23 tỷ 392 triệu đồng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid. 33 tỷ 280 triệu đồng chi phòng chống Covid-19 và cứu trợ xã hội trong dịch. Hỗ trợ hiện vật cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trị giá 23 tỷ 392 triệu đồng. Tiếp nhận 16 tỷ 203 triệu đồng ủng hộ vào quỹ vì người nghèo các cấp. 228 căn nhà đại đoàn kết được trao tặng. 3 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Hà Tĩnh, Hải Dương bị thiệt hại do bão lũ năm 2020. 1,8 tỷ đồng ủng hộ chống dịch Covid cho tỉnh Chăm Ba Sắc và Atapu, Lào. 115 xuất quà, 5.000 khẩu trang cho sinh viên Lào tại Bình Định. 532 đợt giám sát trên các lĩnh vực và đối thoại với nhân dân. 1.078 khu dân cư tổ chức lễ hội đại đoàn kết. 75 lượt thăm chúc mừng các tổ chức tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phát huy đậm nét, khơi dậy mạnh mẽ sự đồng lòng, đồng thuận, ý chí quyết tâm, tinh thần thi đua lao động trên các lĩnh vực của nhân dân, đóng góp tích cực và hiệu quả, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương và của cả nước.